Rồi em xin chào các cô chú anh chị và các bạn hôm nay em giới thiệu cái vàng cam của phu mập và phu led là nó không có lẫn đi đâu tự nhiên có chứ gì cái đời phu mập cho tới phu 2023 bây giờ luôn nó chạy dài cho tới khu phu 2023 bây giờ là nó hư cái vàng cam rất là nhiều và nó không lẫn cái so với những cái đời phu ít trở về đầu là xài cái dạng như thằng lằn như cô chú anh chị thằng lằn và cam từ cái lồng nó nhét xuống tới tăng cam cái từ lồng nhét xuống nó im hơn thì những cái đời này thì có chính trị cứ thay lại chính hãng thì mình làm thì mình chọn những sản phẩm tối ưu nhất cho quý vị. thì những cái lưu ý khi trước khi mình giới thiệu cái dàn cam thứ nhất là cái lò xo so tăng cam và cái tông tăng cam thì khi thay những cái dàn cam này buộc cô chính trị không được sử dụng lò xo so tăng cam lô, lò xo so tăng cam lô thì nó sẽ mạnh hơn bình thường nó sẽ đẩy làm hư cái dàn cam rất là nhanh và thứ hai là kiểm tra cái thích tông tăng cam coi viên bi hãm dầu nó còn hay không đó là những cái lưu ý mà mình muốn nhắc tới cô chú anh chị và tiếp theo á mình sẽ giới thiệu đây là những cái món trên đây là những cái cái cần đây gọi là cái cần tăng cam này người ta ghi là cần căng xích cam đó thông cái cái tên gọi trong cái chuyên ngành của người ta rồi mã là kiz nha cô chú anh chị mã của khu mập á phu mập luôn được tính mã là kiz rồi tiếp theo cái bánh lồng nè, bánh lồng là cái mã KVB, thì bánh lồng này mình thấy là xài chung nhiều nhiều bánh lắm, nhiều nhiều xe Bánh lồng, bánh lồng là buộc phải sử dụng chính hãng như cái gì, mình không dám sử dụng lô tại vì nhiều khi nó hư cái chỗ trong này nè Và tiếp theo cô chú chị, một cái điểm mà cô chú chị không bao giờ cô chú chị thay đó là bánh đỡ, bánh đỡ, bánh đỡ nè Mình đã từng thay hết bộ này mà quên thay bánh đỡ hoặc là cố tình không thay bánh đỡ, nó xào cam bình thường như cô chú chị, nó xào cam nó kêu bình thường nên thay luôn thì bánh đỏ này 45 000 nè rồi cái 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 bánh này là 50 000 cần tăng cam hai mắt 120 và cộng sinh cam DD cộng sinh cam DD chính hãng như có gì thì mình không có xài sinh cam của cam MC như có gì thì cộng sinh DD là cộng sinh mà gọi là chuẩn nhất mát in băng cộng sinh DD thì đối với cái dàn cam của phu phu mập full led nó sẽ ti là 125 nhưng mà nó sẽ là xài sên cam 88 mắt nhìn của chính anh chị mình nhắc lại cho cô chính anh chị biết đó là sên cam 88 mắt đó thì trọn bộ này nếu cô chính anh chị mua về á thì cái giá nó rơi vào là hơn 300 000 rồi thì nhiều cô chú anh chị mình thấy mình làm xe á nhiều có những gì là hỏi mình mình trả lời một thai cái dàn cam khoảng 500 000 là tự nhiên giống như là cái gì trên trời rơi xuống như cô anh chị mình thấy cũng rất là khó chịu ta thai thay đồ xịn một cái xe trên xe mình đi mà cô chính chị hay tiết tiền lắm mình mình làm mình cũng nói chung là mình cũng thông cảm với anh em thợ <laughs> thôi anh em thợ muốn thay kiểu gì đó thay thay sao mà hợp với khách hàng là được rồi khách hàng thích rẻ thì anh em mình mua rẻ thay đi còn mình thì mình một là không làm hai là làm làm chính hãng đó phong cách của mình làm việc là như vậy thì không phải là lỗi do anh thêm thợ mà lỗi do người, tiêu dùng ham rẻ thôi rẻ thì anh em cứ làm theo đúng cái phong cách rẻ của mình rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị đây mình giới thiệu để cô chú anh chị hiểu về cái vàng cam cái giá trị vàng cam khi mà vốn liếng đã lên tới đây còn công thợ và tấm ron nữa nha cô chú anh chị rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị